Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo vụ giám thị ký nhầm bài thi của thí sinh thi tốt nghiệp năm 2024. Theo báo cáo này, ngày 27 tháng 6, trong buổi thi môn ngữ văn tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Du, xảy ra sự cố, cán bộ coi thi ký tên nhầm vào ô chữ ký của cán bộ chấm thi trên giấy làm bài của tất cả thí sinh phòng thi 2.500. Cụ thể, ông L.Q.H. là giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ ở quận 10, được phân công nhiệm vụ cán bộ coi thi 1, phòng thi 2.500 đã ký nhầm vào ô chữ ký của cán bộ chấm thi trên giấy làm bài của 22 trên 22 thí sinh. Phòng thi 2.500 có 22 thí sinh dự thi, gồm học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Du và trường trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh. Lúc 7 giờ 40 phút, khi phát hiện sai sót, ông LQH đã tự ý phát giấy thi mới cho toàn bộ thí sinh trong phòng và yêu cầu thí sinh chép lại bài sang giấy mới lúc 7 giờ 45 phút do không thống nhất về cách xử lý, nên cán bộ coi thi tại phòng 2.500 đã báo sự việc cho cán bộ giám sát phòng thi bên ngoài và sự việc đã được báo cáo trường điểm thi. Ông NTT, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Diên Hồng, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã phân công bà LTXC, tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, phó trưởng điểm thi trực tiếp đến phòng thi, yêu cầu cán bộ coi thi của phòng thi 2.500 xử lý trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất của thí sinh, đồng thời lập biên bản bất thường ghi nhận sự việc để báo cáo về hội đồng thi tuy nhiên trưởng phó điểm thi không kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế tại phòng thi không giám sát việc cán bộ coi thi thực hiện chỉ đạo của trường điểm thi để xảy ra tình trạng có thí sinh làm bài trên giấy thi mới có thí sinh thì vẫn tiếp tục làm bài trên giấy thi cũ Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, khi nhận được báo cáo, thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã chỉ đạo Hội đồng thi thực hiện giả soát bài thi môn Ngữ văn của tất cả các thí sinh phòng 2.500. Qua giả soát nhận thấy tất cả thí sinh đều hoàn thành bài thi. Hai cán bộ coi thi môn Ngữ văn tại phòng thi 2.500 là ông L.Q.H giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, quận 10 và ông KTH là giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10. Trưởng phó điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Du bị kiểm điểm trách nhiệm. Chiều 30 tháng 6, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố sẽ có hình thức xử lý trách nhiệm đối với hai cán bộ coi thi, trưởng và phó điểm thi Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Theo ông Hiếu, trách nhiệm của trường điểm thi này là không theo sát phòng thi khi có sự cố, không biết rằng phòng thi đó đã phát giấy thi mới cho thí sinh. Người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo thành phố nhận khuyết điểm vì đã để xảy ra sai sót trong việc coi thi, đồng thời khẳng định sẽ có hình thức xử lý trách nhiệm các bộ phận liên quan đến vụ việc này nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các thí sinh ở phòng thi 2500 ở môn thi ngữ văn. Về hướng xử lý, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho hay, sau khi tổ chức chấm thi theo hình thức bình thường xong, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố sẽ có một tổ chấm chung ra soát toàn bộ bài thi của phòng thi này ở môn tự luận, đảm bảo không có em nào thiệt thòi về mặt quyền lợi. Trước đó, một số thí sinh phụ huynh có con dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Du quận 10, phản ánh trong giờ thi môn Ngữ văn ở phòng thi 2500, sau khi các thí sinh đã làm bài được một thời gian ngắn, cán bộ coi thi đã thông báo với 24 thí sinh trong phòng là cán bộ coi thi đã ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi. Vì vậy, cán bộ coi thi đã tự ý quyết định thu hồi lại giấy thi của thí sinh trong phòng thi, phát giấy thi mới cho thí sinh theo phản ánh, việc này đã làm mất một khoảng thời gian làm bài môn Ngữ văn của các em. Ngay sau đó, theo xác minh của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, trong giờ làm bài môn Ngữ văn của kỳ thi năm nay, sáng 27 tháng 6, khi các thí sinh làm bài được khoảng 10 phút, cán bộ coi thi của phòng thi 2500 mới phát hiện đã ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi trên giấy thi của thí sinh. Sau đó cán bộ coi thi đã tự ý phát giấy thi cho toàn bộ các thí sinh trong phòng. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, lúc này do có nhiều ý kiến không thống nhất nên hai giám thị đã báo sự việc cho cán bộ giám sát phòng thi bên ngoài sự việc đã được báo tới trưởng điểm thi lúc đó trưởng điểm thi đã yêu cầu cán bộ coi thi của phòng thi này phải trả lại giấy thi cũ cho thí sinh trong phòng làm bài không cộng thêm thời gian làm bài cho thí sinh vì không có nhiều ảnh hưởng dù vậy trưởng điểm thi không nắm được thông tin là các thí sinh đã được phát và làm trên giấy thi mới nên đã xảy ra việc có em làm trên giấy thi mới có em thì làm trên giấy thi cũ gây thiệt thòi cho thí sinh của phòng thi 2500, nhất là ảnh hưởng đến tâm lý của các em trong lúc làm bài thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo vụ giám thị ký nhầm bài thi của thí sinh thi tốt nghiệp năm 2024. Theo báo cáo này, ngày 27 tháng 6, trong buổi thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du xảy ra sự cố, cán bộ coi thi ký tên nhầm vào ô chữ ký của cán bộ chấm thi trên giấy làm bài của tất cả thí sinh phòng thi 2.500. Cụ thể, ông LQH là giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, quận 10, được phân công nhiệm vụ cán bộ coi thi 1, phòng thi 2.500, đã ký nhầm vào ô chữ ký của cán bộ chấm thi trên giấy làm bài của 22 trên 22 thí sinh. Phòng thi 2.500 có 22 thí sinh dự thi, gồm học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Du và trường trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh. Lúc 7 giờ 40 phút khi phát hiện sai sót, ông LQH đã tự ý phát giấy thi mới cho toàn bộ thí sinh trong phòng và yêu cầu thí sinh chép lại bài làm sang giấy mới. Lúc 7 giờ 45 phút, do không thống nhất về cách xử lý nên cán bộ coi thi hay tại phòng 2.500 đã báo sự việc cho cán bộ giám sát phòng thi bên ngoài và sự việc đã được báo cáo trưởng điểm thi. Ông NTT là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Diên Hồng, là trường điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Du, đã phân công bà LTXC, tổ trường chuyên môn trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền, là phó trưởng điểm thi, trực tiếp đến phòng thi, yêu cầu cán bộ coi thi của phòng thi 2.500 xử lý trên nguyên tắc, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh, đồng thời lập biên bản bất thường ghi nhận sự việc để báo cáo về hội đồng thi tuy nhiên trưởng phó điểm thi không kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế tại phòng thi không giám sát việc cán bộ coi thi thực hiện chỉ đạo của trường điểm thi để xảy ra tình trạng có thí sinh làm bài trên giấy thi mới có thí sinh thì vẫn tiếp tục làm bài trên giấy thi cũ Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, khi nhận được báo cáo, thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 đã chỉ đạo Hội đồng thi thực hiện ra soát bài thi môn Ngữ văn của tất cả thí sinh phòng 2.500. Qua ra soát nhận thấy, tất cả thí sinh đều hoàn thành bài thi hai cán bộ coi thi môn ngữ văn tại phòng thi 2.500 là ông LQH, giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, quận 10, và ông KTH, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10, trưởng phó điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Du bị kiểm điểm trách nhiệm. Sự cố giám thị ký nhầm vào giấy thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Chị PN, phụ huynh của em N, Thí sinh tại phòng 2500, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Mỗi khi nhắc đến sự việc, con gái chị vẫn khóc. Chị PN chia sẻ, sáng ngày 27 tháng 6, chị thấy con ra khỏi phòng thi văn và nói làm bài không được như ý muốn. Thí sinh này kể lại với mẹ, khi đang làm bài, một cán bộ coi thi tới bàn đưa giấy kêu em chép bài qua vì thầy ký sai vào vị trí của cán bộ chấm thi. Lúc đó không chỉ em nờ mà nhiều thí sinh khác cũng bức xúc nhưng cuối cùng vẫn phải chép lại bài để tranh thủ thời gian. Trong thời gian làm bài, cán bộ coi thi đó đi ra ngoài xin ý kiến, nhưng cuối cùng vẫn báo không được bù giờ làm bài. Vì bức xúc nên con chị N đã khóc ngay tại phòng thi, tâm lý bị ảnh hưởng nên cũng không làm tốt được như kỳ vọng. Phụ huynh này cho biết trong 3 năm qua, con gái chị luôn đứng đầu lớp. Từ đầu năm học, N đã dồn sức cho môn Văn để có thể dùng môn này xét tuyển vào đại học với tổ hợp Toán, Văn Anh. Bà mẹ bày tỏ mong muốn hội đồng chấm thi sẽ cộng điểm bù cho các con bị ảnh hưởng bởi sự cố trên vì lỗi do sai sót của cán bộ coi thi. Vị phụ huynh khẳng định sự việc chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc xét tuyển đại học của con. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo không để thí sinh nào thiệt thòi. Trao đổi trên báo chí chiều ngày 30 tháng 6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đã đưa ra phương án xử lý trong vụ việc. Ông Hiếu xác nhận, sự cố trên đã gây thiệt thòi, ảnh hưởng tâm lý tới các thí sinh thi tại phòng thi 2500. Cụ thể, trong giờ làm bài môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, sáng ngày 27 tháng 6, khi các thí sinh làm bài được khoảng 10 phút, cán bộ coi thi mới phát hiện là mình đã ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi trên giấy thi của thí sinh. Sau đó cán bộ coi thi đã tự ý phát giấy thi cho toàn bộ các thí sinh trong phòng. Hai cán bộ coi thi đã báo sự việc cho cán bộ giám sát phòng thi bên ngoài và sự việc đã được báo tới trường điểm thi. Lúc đó, trường điểm thi yêu cầu cán bộ coi thi của phòng thi này phải trả lại giấy thi cũ cho thí sinh trong phòng làm bài, không cộng thêm thời gian làm bài cho thí sinh vì không có nhiều ảnh hưởng. Xong, trường điểm thi không nắm được thông tin là các thí sinh đã được phát và làm trên giấy thi mới, nên đã xảy ra việc có em làm trên giấy thi mới, có em làm trên giấy thi cũ. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ có hình thức xử lý trách nhiệm đối với hai cán bộ coi thi, trưởng và phó điểm thi này vì đã để xảy ra sự cố. Ông Hiếu nhấn mạnh, trường điểm thi phải chịu trách nhiệm vì đã không theo sát phòng thi khi có sự cố, không biết rằng phòng thi đó đã có phát giấy thi mới cho thí sinh.